được bao nhiêu. Okay, so Baba, no idea that. Thank you. Okay, you said. I tell you, I'm going to tell you. What is it? 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 Tụ tích điện á. Ok. Dạ thưa bạn. Mẹ rồi. Nhắc lại toàn bộ những chi tộc rải rác của người Sen và thống nhất thành một nước Sen độc lập. Sau một thời gian vua David mất đi thì King Solomon hay là vua Solomon lên ngôi. Ông này là một trong những người cực kỳ tài giỏi.
Ồ, đây rồi vừa qua quên mất, đi dưới chân cầu vừa qua mất tiêu rồi. Cái cầu đằng sau đó là cái cầu người ta lấy theo cái đàn kết điều của vua David. Thì sau một thời gian đánh đốc dẹp tắt tất cả mọi thứ rồi, tuy nhiên ông Solomon ông không làm như vậy. Ông không làm như cha mình, thu phục tất cả những bộ lạc bằng quân sự, mà thu phục bộ lạc bằng chính trị và ngoại giao. Và ông là người nổi tiếng nhất của khu vực Trung Đông này, bởi vì ông là người đã qua đến ngay khu vực bên kia biển chết gần Petra để đào cái quặng lên và nấu để lấy quặng, đó chính là quặng đồng. Và những người xung quanh đây chính là những người sử dụng đồng đầu tiên của Trung Đông. Và chính cái sự phát triển này đã làm cho toàn bộ khu vực và cũng như đất nước Israel trở thành một đất nước hùng cường và giàu mạnh. Rồi từ đó là cái giai đoạn mà xây dựng thành Jerusalem lần thứ nhất thế kỷ thứ 10 trước công nguyên. Mà đến năm 587 trước công nguyên thì thành Jerusalem bị đế chế Babylon và Assyria phá hủy. Đó là kinh thành thứ nhất. Mặc dù khi bị bắt về bên kia Babylon rồi thì những người dân Babylon ở đây, những người dân Babylon vẫn tôn trọng khí đạo của người Do Thái, vẫn bắt làm nô lệ nhưng vẫn cho sinh hoạt đạo. Thì một thời gian người ta lại, sau 100-200 năm người ta lại quay trở lại vùng đất Jerusalem, quê cha đất tổ này, người ta xây dựng lại kinh thành Jerusalem lần thứ hai. Sau khi xây dựng lại như vậy, trong một quá trình thời gian thì lại cũng bị những đế chế khác như Ba Tư, như Byzantine, như Assyria bắt đầu lại. Người Israel là bắt đầu tứ tán hết sạch trơn. Và năm 70 sau công nguyên thì thành Jerusalem bị hủy diệt lần thứ hai. Và cái lần này lấy cái mà hôm trước anh Tiến hay là Bác Khánh gì hỏi là có phải theo lời nguyện của Chúa Giê-xu không đấy? Thì Chúa Giê-xu bằng con mắt của mình đã nhà thờ Chúa khóc ở đó, đã nhìn được rằng 70 năm sau khi Chúa mất đi thì thành Jerusalem sẽ bị hủy. Thì đúng 70 năm sau bị hủy thì đấy. Như vậy người Israel đi tứ tán khắp nơi, mặc dù toàn bộ vùng đất Trung Đông này là của người ta hết. Khi đi tứ tán như vậy xong rồi thì những vị khách không mời mà đến từ vùng Bắc Á, từ vùng Thổ, từ vùng Ba Tư, từ vùng Iraq, Iran bắt đầu di chuyển khủng khu vực này. Thấy đất trống mà không ai ở thì ở thôi, ở sinh con đẻ cái. Tuy nhiên những người này chính là người gốc Ả Rập bên kia qua, đồng bào Uru, Bido và những bộ tộc này qua ở. Tuy nhiên những bộ tộc này thì không phát triển về kinh tế nông nghiệp, mà phần lớn trồng cây trà là, trồng cây ô liu và bên cạnh đó là nuôi súc vật, nuôi gia súc. Phần lớn là dê, cừu và lạc đà là phương tiện để chuyên chở những cái này. Khi sống trên này mà không phát triển về tất cả mọi thứ, không khai hoang là không làm gì hết, thì mãi một thời gian sau đó người Israel đi đâu cũng có một cộng đồng phát triển. Và khi phát triển như vậy rồi, nắm về kinh tế, nắm về chính trị, nắm về tôn giáo thì lại bị chính quyền đàn áp bởi vì sợ tiếng ngôi mắt. Thì rất là nhiều nơi ở châu Âu cũng như ở châu Á bị giết hại cũng như là bị đàn áp cực kỳ lớn. Thì đến năm 1875 thì phong trào Zionist ra đời, hay chính là của ông Terazet, một trong những nhà luật sư để muốn kéo toàn bộ người Israel rời về ở vùng đất quê cha đất tổ của mình. Lúc này mới chỉ là Minh Nha thôi, tuy nhiên những người Israel giàu có đã quay trở lại đây và tìm mua những mảnh đất để định cư trên mảnh đất thánh, đất thiêng của mình ngày xưa. Khi về như vậy rồi, rất nhiều người có tiền ở bên kia, ở bên Trung Âu, ở bên Đông Âu, ở bên Nam Âu, ở bên Bắc Âu thì bị đàn áp, bị lấy hết tiền tài của cả. Như vậy những người già đi không nổi thì bắt đầu đưa những đứa con của mình, đứa con, đứa cháu của mình vẫn còn khỏe mạnh quay về lại đây, quay trở về quê cha đất tổ để xây dựng lại cơ sở cũng như là cuộc sống cho chính mảnh đất mà ngày xưa Đức Chúa Trời hứa đã cho dân tộc của mình. Nhìn nhìn như vậy sao từ năm 1875 đến năm 1890 rồi đến năm 1900 thì bắt đầu phong trào Zionist phát triển cực kỳ mạnh. Rất là nhiều người về đây, mà khi những người này về đây bắt đầu mua lại đất của người Ả Rập bằng một giá cực kỳ rẻ mạt. Những người Ả Rập cảm thấy được rằng bây giờ phải co cụm lại, mua xong thì người ta lại phát triển, thì những người Ả Rập là đi được ha. Rồi những người Ả Rập đã co cụm vùng Haifa, Jaffa, rồi vùng Jerusalem này co cụm lại một chỗ, và người Israel bắt đầu bung ra làm đồn điền. Cái mô hình Kibbutz và Mossad không phải là có sau khi đất nước Israel độc lập, mà trước đó đã có rồi. Những người Israel đã sống quần cư lại với nhau rồi. Tuy nhiên khi mà một đất nước Israel độc lập thì đây là những pháo đài, đây là những người lính để chiến đấu cho chính nghĩa. Thì sau khi phong trào Zionist ra đời đến năm 1948, ông Ben Gurion trong một đêm thành lập một đất nước Israel độc lập, thì bắt đầu
người Hồi người Do Thái giáo bắt đầu mới tiến hành lấy lại hết triệt để toàn bộ những phần đất nào của ông cha mình ngày xưa, đó là bắt đầu diệt hồi. Diệt hồi có nghĩa là sao? Bây giờ một là bán, hai là đi và ba là cải đạo. Đó là cái phần chìm của tảng băng trôi mà người Do Thái không muốn nói đến. Và hiện tại những người Ả Rập ở trên vùng đất Israel này rất là căm nhưng không làm được. Và khi diệt hồi như vậy có rất là nhiều thứ bằng những trận chiến năm 67 này, năm 70, năm 73, năm 80, năm 86, năm 90, năm 91, năm 2000 bằng những trận chiến giữa những cộng đồng người Hồi giáo và cộng đồng của Do Thái giáo. Thì những người Israel ở đây bằng sự giúp đỡ về kinh tế và viện trợ rất là nhiều từ Mỹ cũng như là những nước mà phát triển thì đã tìm cách để phát triển mình trở thành những một trong những cường quốc của khu vực. Cường quốc về cái gì? Thứ nhất, ban đầu là về nông nghiệp, sau đó là về kinh tế. Kinh tế ở đây chính là về quốc phòng. Thứ ba là về công nghệ. Người ta ở đây người ta sản xuất nhiều là một, với lại công nghiệp nặng bán không được thì bắt đầu người ta lại đầu tư đối với chất xám. Và hiện tại xuất khẩu cũng như là thu nhập GDP của Israel dựa trên công nghệ là 45%, dựa trên vũ khí là 25-30%. Như vậy quý vị thấy khi tỷ lệ GDP là chiếm 70% rồi. Còn bây giờ hiện tại nông nghiệp, mặc dù ngày xưa là khu vườn rau của châu Âu, nhưng hiện tại chỉ có 12-15% thôi. Phần còn lại là y tế, dịch vụ và du lịch. Như vậy quý vị thấy cái tỷ trọng, lý do vì sao mà người Israel được là một trong những nước có mức đầu tư mạo hiểm cao nhất của thế giới. Ở theo VIP hồi này quý vị đi ngang qua mà ngủ hết trơn này, ở đó có khoảng 2.500 công ty khởi nghiệp startup, và phần lớn những công ty khởi nghiệp này đều được những tập đoàn lớn mua lại với giá rất là cao. Bởi vậy người Israel mới tự hào đó chính là thung lũng Silicon đó, thung lũng về công nghệ. Còn vùng đất này, quay trở lại vùng đất này, khi mà những người phong trào Zionist này quay trở lại đây bằng những trận đánh thì Israel đã lấy được rất là nhiều đất, bao gồm cả Palestine, bao gồm dãy Gaza, lấy hết. Tuy nhiên bằng sự can thiệp của UNESCO, của Liên Hợp Quốc thì đã trả lại một số vùng, ví dụ bán đảo Sinai trả lại cho ông Ả Rập. Vùng đất Gaza, vùng đất của Bethlehem chúng ta sẽ quay trở lại đây này, và cái vùng mà bờ Tây sông Jordan, quý vị thấy trên bản đồ bờ Tây sông Jordan to không? Lớn nha, rất là lớn, chiếm hơn một nửa Israel.